khoe sở trường của mình đi nè. Thì em biết chụp ảnh. Chụp ảnh. Em cũng biết nấu ăn. Em cũng hay tự lập. Em cũng hay tự lập. Là đôi khi em tự lập và đôi khi em yếu đuối hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà em tự lập thì lúc có lúc không. Tức là em sẽ không làm được việc nhiều việc một mình, nhưng mà nhiều việc thì em vẫn làm được một mình. Ví dụ như cái gì là em làm được một mình và cái gì thì em không làm được một mình? Dạ ví dụ những việc cá nhân của em, sinh hoạt cá nhân thì em làm được một mình. Còn những việc như ví dụ như là giải trí đi hay là đi du lịch đi thì bình thường mọi người sẽ đi một mình hay gì đó, nhưng mà em không bao giờ đi được một mình. Em cảm thấy cô đơn. Vậy là em đã biết được là bây giờ cặp bồ không thể nào một mình được. Sao nói chuyện nó quê chất vậy? Thì bởi vậy cá tính mà chị. Vậy đôi khi cá tính hả? Người ta nói chuyện như vậy để cho đối phương người ta hiểu như thế nào đó. Người ta bắt nhịp chứ chị. Còn điểm yếu nè. Điểm yếu thì em hơi cục xúc. Cục xúc là giống như cục xúc xích không? Hay là cục xúc sắc? Khi mà lời nói, nói ra nó hơi bị cục á. Giống như là em cọc tính, em ăn nói bộc trực. Em không cọc tính lắm. Không có phải, ông này không có hiểu, để tôi giải thích nè. Cục xúc có nghĩa là người miền Trung người ta nói giống như là cục giác hòn á. Ủa chưa nghe từ đó luôn hả? Có nghĩa là nói cái gì nó cục cục ngắn ngắn, nó không có văn chương, nó không có hoa mỹ. Nó cục lủng vậy. Nó cục lủng đó, gọi là cục xúc. Dạ đúng rồi đó. Wow, cá tính ha, đẹp gái dễ thương ha. Thiệt mà. Đáng lẽ chưa qua coi cho bà, tại vì giải thích rồi thẳng sẵn coi luôn. Ấn tượng á, cá tính á. Được. Sẵn chị đĩa đây luôn coi. Điều. Đó. Hello em. Wow, hello, được nha. Bữa nay nhà gái ổn á. Ổn á chị. Chị phải tết kỹ hai chàng trai bên đây. Em thấy bên nhà trai cũng ổn quá, ổn. Cứ bình tĩnh. Dạ dạ. Giờ quay lại với chàng trai ở ghế màu đỏ nha. Ghế màu đỏ này nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Thì điểm mạnh của em làm được mấy cái liên quan tới nghệ thuật một chút. Còn về điểm yếu của em thì em thấy em là một người hơi kỹ về cái chuyện sạch sẽ. Nó giống như là một cái căn bệnh gọi là ám ảnh cưỡng chế đó, chị biết không? Là bị kỹ quá em. Cấp độ mấy, cấp độ mấy? Em là so với người bình thường thì hơn một tí. Là về vấn đề vệ sinh hay gì? Dạ đúng rồi, về vệ sinh. Ví dụ như là nhà cửa là em thích nó sạch. Với lại em cũng hay thức khuya chơi game rồi lướt Facebook. Thông thường mấy giờ mới ngủ? Thường thường thì là 2 giờ. Trời ơi trễ quá vậy, rồi mai mấy giờ dậy? 7:30 là dậy rồi. Nó có khỏe không? Khỏe thì khỏe, thì vẫn khỏe. Sao biết khỏe? Thì vì một ngày em làm việc rất là nhiều. Em bán đĩa cho người ta hả? Em bán đĩa đâu có gì đâu, hao tốn. Em phải đi giao cho người ta nữa. Với lại cũng hay đi thể thao, thể dục thể thao. Mong manh như lá cỏ quá. Dạ mong manh nhưng mà được cái có thể lực. Dạ. Tới cô gái ghế đỏ bên đây nè, nói về sở trường sở đoản đồ. Sở trường của em là hát rồi. Hát rồi anh biết mà. Ngoài ra thì em còn nấu ăn cũng, em cũng hay sạch sẽ gọn gàng. Sạch sẽ gọn gàng em nha. Cũng không thích người bừa bộn. Mình có cái tật xấu gì không em? Dạ tật xấu của em là cũng thức khuya giống bạn. Trời ơi em thức khuya làm gì? Đôi khi kiểu cũng đi hát như về khuya á chị, ăn trễ rồi xong cũng đi chơi trễ. Là khoảng bao nhiêu giờ thì em ngủ? Tầm 2-3 giờ. Lại trùng khớp nữa. Trùng khớp dữ vậy trời. Bây giờ Tiên thì em nghĩ là tại sao em ế? Cái vấn đề đầu tiên đó là về tài chính. Em mới buôn bán kinh doanh mới đây thôi. Chính vì vậy nên bây giờ em mới quyết định là tham gia chương trình. Còn trước đó thì cũng có một vài mối tình. Nhưng mà cũng có một mối tình ở trong sân khấu. Cùng sân khấu thì cũng yêu được một năm. Yêu nhau được một năm mà tại sao phải chia tay em? Thì lúc đầu thì cảm thấy là vui. Nhưng mà sau này thì cảm thấy là xa vời về gia đình nữa. Buổi này các bạn trai nó cũng hơi yếu yếu á. Dạ. Mà chị thấy em nó cũng không có được mạnh á. Dạ. Em nghĩ là có khi nào là vì nó như vậy không? Dạ không. Em chắc chắn không phải. Dạ. Chắc chắn không phải. Dạ. Em biết chị hỏi gì không? Có nhiều bạn nữ cũng hay hỏi em mà. Vậy luôn hả? Hỏi về cái giới tính của em. Giới tính hả? Của em. Rồi dạ. Em trả lời làm sao? Dạ em thì em trả lời thẳng là em thích con gái. Em thích con gái. Dạ. Rồi. Ok. Bây giờ tới em nè, giờ em nói dõng dạc lên. Tôi có nhiều cuộc tình này nè, phải nói lớn lên. Em có 3 cuộc tình rồi ạ. Bắt đầu liệt kê. Cuộc tình đầu tiên là cuộc tình sâu đậm nhất và làm em nhớ tới giờ. Còn lại 2 mối tình kia quen được 1 tháng, tìm hiểu mà không hợp thì em chia tay thôi. Sâu đậm sao chia tay? Lúc đó thì cũng mình cũng còn nhỏ, tính tình mình ngang bướng. Lúc đó là bao nhiêu tuổi? Giờ 18 tuổi. 18, bây giờ là nhiêu? Dạ bây giờ là 25. Giờ em với bạn đó cũng là bạn bè. Nguyên thì sao? Em chạy qua 2 mối tình rồi. Tình đầu của em năm 18 tuổi, 3 năm. 3 năm. Nhưng mà mối tình đầu tiên thì có công khai và mối tình thứ hai thì em không công khai. Tại sao không công khai? Nhất là em quen một bạn đó lớn tuổi hơn em, 2 tuổi. Ủa lớn 2 tuổi rồi sợ không công khai? Và bạn đó có đã có gia đình.
đã có gia đình là lúc quen em là đang có gia đình luôn. Bạn đã ly dị rồi chị, và có một người con rồi. Và đó là lý do em không công khai. Ý là bạn nó không muốn công khai, bởi vì nhất là hai người em với bạn nó chỉ là mất tìm hiểu nhau trên tình bạn dưới tình yêu, không phải tình thù. Mối tình đầu người ta kêu hay là mối tình khó quên. Thì em bởi vì hai bạn đó bằng tuổi nhau và mọi thứ đều tương đồng nhau. Ủa vậy là cái mối tình đầu của em cũng lớn hơn em 2 tuổi luôn? Dạ đúng rồi. Oh. Có những cái khoảng thời gian như là những cái hành động y đúc nhau thì em hay nhắc đến người yêu cũ. Cái cô ta giận. Hay nhắc tới người yêu cũ. Dạ đúng rồi. Chưa có kinh nghiệm nên bạn nó giận. Bởi nhất là mối tình đầu tiên của em á chị, thì bạn nó cho em rất là nhiều thứ, dạy cho em biết cái nào là yêu. Nhưng mà cổ quên dạy cho em là đừng bao giờ nhắc cái người phụ nữ này trước mặt người phụ nữ kia. Dạ đúng rồi. Bữa nay chị dạy luôn nhớ nha. Chuyện tình yêu em sao? Em cũng có 3 mối tình. Chuyện tình yêu của em hơi nhạt một xíu. Hơi nhạt mà 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là 8 năm. Trời ơi. Trời cả một dừa muối á trời. Mối tình 8 năm mà bà kêu là nhạt. Nhạt ở đâu vậy? Dạ bây giờ mới nhạt nè. Sao 8 năm mà chia tay? Em yêu đơn phương. Em yêu đơn phương. Cái gì trời? Trời. Cô làm tôi choáng nha. Trời. Cô làm tôi sốc nha. Có thể nào cho biết được cái tên mà em yêu đơn phương là bạn của em, bạn học. Bạn đúng không? Mà nó chứ nghe nè. Rồi 8 năm đó là em có thổ lộ tình cảm với anh đó không? Dạ không. Tới bây giờ bạn vẫn chưa biết. Nhưng mà sau 8 năm là em quyết định chấm dứt. Rồi quyết định sớm ghê. Tự yêu xong tự chấm dứt, tự chia tay. Nhưng tại sao em mạnh mẽ vậy, em cá tính như vậy mà em không nói cho anh ta biết? Em cũng thấy làm bạn thì bền hơn. Em thấy ổn không? Thấy ổn không? Không. Em thấy hơi hoang mang anh ơi. Hơi hoang mang, em đừng làm cho bạn hoang mang. Mối tình thứ hai là đại học. Bao nhiêu năm? 1 năm. Nhưng mà chắc là do em nhạt quá nên bạn bỏ em. Em là một người yêu rất là nhẹ nhàng á. Em không phải là yêu kiểu cháy bỏng, nồng nàn. Rồi, mối ba là cũng gần đây. Nhưng mà em cũng yêu đơn phương. Nữa hả? Sao cô bé này thần tượng Lam Trường quá vậy? Tình đơn phương hoài luôn á. Trời đất ơi, người ta biết không? Dạ em tỏ tình nhưng mà người ta từ chối. Sao Nguyên, nãy giờ em nghe 3 mối tình của cổ, em có cảm xúc như thế nào Nguyên? Em cũng hơi hoang mang. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân một chút xíu đi. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Đạt. Nãy giờ em ngồi ở đây em thấy hai bạn nữ ở đây. Điều đầu tiên đó là hai bạn rất là dễ thương. Em ấn tượng với bạn ngồi ghế màu đỏ. Thì bạn đó có cái giọng nói rất là hay, lôi cuốn. Bạn đó cùng làm nghệ thuật chung với người anh của em. Thì em nghĩ cái điều này nó sẽ dễ có cái cảm xúc đồng cảm với nhau hơn, dễ dẫn đến tình yêu hơn. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt. Em làm cùng phòng kinh doanh với bạn Nguyên. Thì em thấy hai bạn nữ hôm nay cũng dễ thương. Bạn nào cũng có cái cá tính riêng hết. Nếu cảm thấy hợp á thì có thể cho nhau cơ hội. Theo như em khuyên bạn Nguyên là chọn bạn dạ, nào? Dạ theo em như bạn Nguyên á thì em chọn bạn ghế màu xanh. Chọn bạn ghế màu xanh. Dạ chứ bạn Nguyên với bạn ghế màu đỏ em thấy không hợp lắm. Đàn trai đã lên tiếng rồi thì đàn gái mình rụt rè làm gì? Xin phép được chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường và tất cả khán giả có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ. Anh ghế đỏ là hợp với chị của em. Mỗi khi mà đàn gái chia sẻ cái gì thì anh hay chú ý lắng nghe. Thì em thấy là anh hợp với chị em. Rồi mời em gái còn lại. Dạ em xin gửi lời chào tới anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường, ba người chơi và khán giả ở trường quay ạ. Nãy giờ mọi người nghe là chị em kiểu rất là cá tính. Với chị em thì thực ra là vẫn là một người con gái cần được bảo vệ, yêu thương rất là ngọt ngào. Nên là em hy vọng là ở chương trình chị sẽ tìm được một người phù hợp. Em nghĩ là ai sẽ phù hợp với chị của em? Dạ, nếu mà dựa trên quan điểm của em thì em nghĩ là anh ghế xanh.